Mới đây, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Quyền Cầu Đỏ đã tổ chức xét duyệt Nghĩa vụ Quân sự lần 1 cho nam công dân tuổi từ 18 đến 25. Đồng chí Nguyễn Trường Thọ, Phó Bí thư Quỷ ủy, Chủ tịch ủy ban Nhân dân Quyền, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Quyền, chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, Quyền Cờ Đỏ được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, dự kiến là 150 thanh niên, giao cho các đơn vị quân đội, trong đó chuyên môn kỹ thuật phải đạt từ 20% trở lên. Đối tượng tuyển quân là nam thanh niên tuổi từ 18 đến 25, có sức khỏe, có trình độ văn hóa. Đối với công dân được đào tạo trình độ đại học cao đẳng đã được tạm quản gọi nhập ngũ trước đây, thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Đến nay, tất cả 10 xã thị trấn trên địa bàn quyện đã hoàn thành công tác phúc tra nắm nguồn và xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần một. Tại buổi xét duyệt, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Quyện và các thành viên đã xem xét hồ sơ, phân loại từng đối tượng được miễn tạm quản và số thanh niên trong diện thi hành Nghĩa vụ Quân sự theo luật định. Xét duyệt thanh niên đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển sức khỏe. Dự kiến đến ngày 25 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Quyện sẽ tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho các thanh niên trong diện đủ điều kiện.